Mình xin chào tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Thì hôm nay mình có làm một cái video là hướng dẫn các bạn là cách lấy chiều sâu kim và căn sớm muộn của máy cào bơi một kim của bên mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý tình trạng đứt chỉ bỏ mũi và cách chỉnh bộ tạo mũi của máy cào bơi trên vịt bước may túi siêu thị bên mình. Thì các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để nhận những video mới của mình ra. Ở đây mình xin giới thiệu với các bạn, đây là con máy Hikari. Con máy này là máy cơ, máy một kim cào bơi chân vịt bước của bên mình là may hàng túi siêu thị. Thì trong cái bộ tạo mũi này nó thường xảy ra hai bệnh đối với hàng túi siêu thị, là một là bỏ mũi khi qua góc, hai là bệnh đứt chỉ. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chỉnh bộ tạo mũi và khắc phục tình trạng đứt chỉ bỏ mũi góc. Thì trước tiên chỉnh thì mình sẽ tháo chân vịt với lại răng cưa mặt nguyệt ra để cho các bạn nhìn cho rõ. Còn bình thường thì mình chỉnh là cũng không phải tháo chân vịt với lại răng cưa nhé, mình chỉ cần tháo mặt nguyệt ra là mình căn được ổ và chỉnh được bộ tạo mũi của nó. Thì mình sẽ tháo hết ra cho các bạn xem cho rõ. Đối với cái hàng máy cào bơi này, mình bên mình là may chỉ cước nên là nó cái tình trạng đứt chỉ rất cao. Đó, nhưng mà các bạn tháo ra thì các bạn vệ sinh máy cho mình nhé. Máy móc của mình lúc nào ở dưới ổ mình cũng phải vệ sinh cho sạch, nó tránh cái tình trạng là mà bụi bẩn nó bám vào ổ, nó gây tình trạng kẹt ổ. Nên là các bạn có máy ở nhà nên là cũng không biết cách xử lý, nên là mình phải thường xuyên vệ sinh cho máy móc nó sạch sẽ. Đây, thì trước khi các bạn chỉnh được thì các bạn phải kiểm tra đến kim của mình. Các bạn lắp kim phải cân. Đấy, phải đút hết kim lên. Đấy, đút kịch kim lên và cái đầu lõm nó quay vào mặt trong và cân vuông góc với lại mỏ ổ nhá. Và các bạn kiểm tra kim của mình xem nó đầu nó bị sứt, nó bị tù đầu hay không. Thì trong quá trình mình chỉnh sẽ được chuẩn. Thì đây con ốc này là mình mở con ốc này ra là mình sẽ di chuyển được chiều sâu kim hay di chuyển trục kim. Đây, các bạn muốn lấy chiều sâu kim thì các bạn quay bu ly theo chiều máy chạy cho kim xuống tận cùng, là xuống cái thời điểm sâu nhất đấy nha. Các bạn quay bu ly theo chiều máy chạy cho kim xuống tận cùng đấy. Thì các bạn đây, kim của mình đã xuống tận cùng rồi nhá. Đây, mình quay gần cho các bạn xem. Thì các bạn để ý này, cái mép dưới của cái ruột ổ này đấy thì nó sẽ nằm ở giữa cái lỗ khuyết này. Đối với cái dòng bao bì thì chúng ta phải chỉnh như vậy. Các bạn đừng cho cái trục kim nó sâu quá, thì sâu quá trong hành trình nó bắt sẽ muộn, cái chỉ dưới nó sẽ xấu và xấu chỉ dưới. Đây là mình, đây mình sẽ mở con ốc này ra, mình chỉnh điều chỉnh chiều sâu của trục kim. Các bạn có di chuyển lên, thiếu thì ta đẩy lên và thừa, thiếu thì ta kéo xuống và thừa ta đẩy lên. Đây thì các bạn quay kim xuống tận cùng thì các bạn điều chỉnh làm sao đấy, căn làm sao cho cái lỗ khuyết ấy nó nằm ở, tức là căn làm sao cho cái mép dưới của cái mép trao này nó nằm ở giữa lỗ khuyết. Các bạn lưu ý nhá, thường thường là bên quần áo, thường thường là nguyên lý của nó là nó bằng mép trên, nhưng mà cái dòng bao bì này theo kinh nghiệm của mình thì các bạn nên để ở giữa đấy, cái mép dưới nó nằm ở giữa lỗ khuyết thì mình sẽ chỉnh cho nó bắt sớm đi, thì khi mà rút sớm thì cái chỉ dưới của mình nó sẽ đẹp. Các bạn đừng bắt muộn quá, đừng cho chụp kim sâu quá nó bị sùi chỉ, mình rất khó chỉnh. Đây, khi các bạn đã siết ốc vào rồi thì mình quay một vòng xem là nó đã chuẩn hay chưa. Đó, nó phải nằm mềm,
cái mép dưới của cái ổ này nó phải nằm ở giữa lỗ khuyết. Như này là ok các bạn nhé. Rồi khi ta lấy được chiều sâu kim xong thì ta sẽ chỉnh đến ổ. Thì xin giới thiệu các bạn, đây là ổ của nó nhé. Trước khi chỉnh thì anh em mình giới thiệu qua, đây là cái đầu mỏ móc để nó lấy chỉ. Thì trước khi chỉnh thì anh em phải kiểm tra xem cái đầu mỏ móc này của mình nó còn tốt hay không. Đấy, nó có tù hay là nó có bị mòn, có bị tuét hay không. Và các bạn kiểm sờ xung quanh cái lưỡi gà của mình này. Đấy, xem nó có bị sắc không không này. Nếu mà các bạn sờ thấy sắc mà xước thì chúng ta sẽ dùng giấy nhám mịn, chúng ta đánh bóng nó đi. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách căn sớm muộn và lấy độ hở của mỏ móc và kim nha. Thì các bạn phải hiểu hành trình của cái mỏ móc này lấy chỉ. Khi kim đi xuống hết tận cùng, khi kim rút lên thì mỏ móc lao vào nằm trên lỗ kim 1 ly. Đây mình sẽ mở 3 nắp khóa ra này. Rồi khi ta đã mở được 3 nắp khóa này ra thì cái ổ của ta đã hoàn toàn nó đã lỏng. Đây nó đang ở trong cái trạng thái tự do nhé. Rồi các bạn quay bu ly theo chiều máy chạy cho kim đi xuống hết. Bắt đầu khi kim đây, hành trình nó đi xuống tận cùng này. Khi kim rút lên thì các bạn mỏ móc lao vào. Đó, các bạn bắt trên lỗ kim nhá. Trên lỗ kim. Đó, làm trên lỗ kim thường thường là trong nguyên lý của nó là bắt trên lỗ kim 1 ly đến 1 ly rưỡi. Thì đối với cái hàng này mình đã cho chiều khâu kim nó lên rồi thì mình phải bắt trễ nó lại, tức là làm trên lỗ kim. Đấy. Tức là làm trên lỗ kim nhá. Rồi khi ta đã chỉnh được nó làm trên lỗ kim rồi thì ta sẽ siết ốc nhẹ một con ốc vào. Rồi khi ta đã lấy đây, khi mỏ lao vào này nó làm đúng đấy, đúng cái thân kim này, mỏ móc nó làm hết, bắt hết cái thân kim nhá. Các bạn đừng bắt nó qua cái thân kim này, tức là cái mỏ móc nó chỉ bằng cái thân kim thôi nhá. Rồi làm trên lỗ quyết khoảng 0,5 mm, tức là lửa ly đấy. Tức là các bạn đừng bắt nó sớm quá, nó sẽ gây tình trạng bỏ mỗi góc. Rồi ta ấy được thì các bạn kiểm tra độ hở của kim. Thì các bạn chỉnh làm sao cho cái mỏ móc này đừng để sát kim quá và đừng để hở kim quá. Tức là các bạn phải để tức là làm sao đừng để cho nó chạm vào mới lại kim. Thì đối với dòng chỉ to này các bạn phải cho nó hơi hở ra một tí, có độ nhấp nháy thì nó mới thoát được chỉ. Lưu ý là các bạn đừng để nó đá vào kim nhá. Đá vào kim thì nó sẽ gây cái tình trạng là đứt chỉ, tù đầu mỏ móc. Và thứ hai nó gây tình trạng nó nóng kim. Đấy, chạy nó sẽ bị xui, nó bị lở, xun chỉ và đứt chỉ nhá, sinh nhiệt đứt chỉ. Và các bạn lưu ý đừng để xa quá nó gây bỏ mỗi góc. Đó, tức là các bạn phải để tức là có độ hở lọt sáng thì nó mới thoát chỉ được. Rồi khi ta đã lấy được căn được sớm muộn rồi, lấy được độ hở của mỏ móc đấy, thì khi kim đi xuống, kim rút lên thì các bạn căn làm sao cho cái mỏ móc nó nằm trên lỗ kim đấy, từ dưới 1 ly nhá. Đối với cái hàng này các bạn đừng cho bắt sớm qua, phải bắt trễ lại sát nhẹ là mép kim, mép lỗ khuyết. Rồi khi ta đã chỉnh xong rồi thì các bạn khóa 3 nắp quay lại. Chúng ta quay thử một vòng xem là trong quá trình mình siết ốc nó có bị xê lệch ổ hay không. Các bạn lưu ý nhá. Rồi.
các anh em nhớ phải để hở ra nhá, các anh em đừng để xa quá hoặc là đừng để sát kim quá, sát kim quá nó sẽ bị sinh nhiệt tức chỉ và gãy kim, hở hỏng đầu mỏ, hỏng ổ. Xa quá thì nó cũng gây tình trạng đứt chỉ và bỏ mũi góc. Rồi. Tức là trong cái trường hợp bỏ mũi góc thì anh em là chỉnh làm sao nó cho nó muộn hết hết tầm nhá. Các bạn đừng, anh em đừng chỉnh nó sớm quá. Tức là mình chỉnh chiều sâu kim là rút chiều sâu kim lên một chút chút, nên là mình phải bắt muộn nó lại. Cái hàng bao bì này các bạn, nếu mà các bạn may mà nó hàng manh cứng mà các bạn cho chiều sâu kim nó sâu quá thì chỉ dưới nó rất xấu. Đấy, đường chỉ nó ngoằn ngoèo, nó không được đẹp. Các bạn là cho chỉ nó rút sớm thì chỉ mặt dưới nó sẽ đẹp. Đấy. Cái hàng bao bì nó cứng, nó không có độ giãn, nên là các bạn lưu ý nhá. Rồi, khi ta đã chỉnh rồi thì ta đã lắp răng cưa chân vịt vào và ta chạy thử. Thì mình cũng không chạy thử các bạn xem, mình chỉnh này là ok rồi. Mình cũng đang định chạy cho các bạn xem, nhưng mà vì một số lý do nên là mình cũng không muốn quay lên, quay cái hàng lên, thì các bạn thông cảm. Các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình và để nhận những video mới của mình ra. Có các bạn có gì thắc mắc thì hãy comment ở bên dưới phần bình luận, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Mình xin chào và hẹn gặp lại và các bạn và video lần sau. Xin chào các bạn, chúc các bạn một buổi tối tốt lành.